Tối 18 tháng 1, lễ trao giải Mai Vàng 2023 đã diễn ra tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Đông đảo nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc đã tề tụ tại đây. Họ là những gương mặt được đề cử trong giải thưởng, lẫn các nghệ sĩ kỳ cựu đến trao giải cho hậu bối. Sự kiện nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân cũng có mặt để chúc mừng cho các đồng nghiệp được đề cử và nhận giải. Xin cảm ơn giải Mai Vàng lần thứ 29, nơi tôn vinh nghề nghiệp của tất cả những người làm nghệ thuật. Và tôi nói thật, ai được đề cử vào giải Mai Vàng lần này cũng xứng đáng. Và mong rằng là các bạn sẽ nhận được sự tin yêu của rất nhiều khán giả. Và giải Mai Vàng sẽ là động lực để cho các bạn làm công việc của mình tốt hơn. Và các bạn sẽ có những vai diễn thật hay để quý khán giả thương yêu các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Nghệ sĩ Minh Nhí chọn diện áo dài vàng trùng với hình ảnh hoa mai đặc trưng của giải thưởng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diện trang phục cầu kỳ đến trao giải cho các nghệ sĩ. Anh cũng được nhiều khán giả reo hò cổ vũ khi biểu diễn trong chương trình. Diễn viên Diệp Bảo Ngọc xuất hiện trong chiếc đầm đính kết gợi cảm. Huỳnh Lập chọn diện áo dài truyền thống với tông màu nhã nhặn. Trong khi đó, Nhàn Phúc Vinh gây chú ý với trang phục màu xanh vàng có kiểu dáng lạ mắt. Hòa Minh Di chọn đầm đen ấn tượng. Ca sĩ Orange thì trẻ trung với trang phục sắc trắng. Diễn viên Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm cũng gây chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ. Diễn viên Lê Khánh xuất hiện tại thảm đỏ cùng ông xã là diễn viên Tuấn Khải. Lê Khánh nhận được đề cử nữ diễn viên sân khấu được yêu thích với vai Giáng Hương trong vở Giáng Hương của sân khấu Thiên Đăng. Xin được chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng Thắng được đồng hành cùng với nhau để đến dự lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023. Thì cảm xúc vẫn như mọi năm thôi, khi mà mình được đề cử, mình được đến đây để mà được gặp gỡ các anh chị em nghệ sĩ. Và rất là cảm ơn báo Người Lao Động đã luôn đồng hành với nghệ sĩ chúng tôi, để chúng tôi được quan tâm hơn, được yêu thương hơn và được tỏa sáng nhiều hơn nữa. Đây là lần thứ 29 giải thưởng này diễn ra. Trong đêm nay, có 14 hạng mục giải được trao, có một số giải đã được công bố trước đó. Rapper Đen Vâu được vinh danh là nghệ sĩ vì cộng đồng. Ban tổ chức cũng trao giải cho 3 tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc nhất là kịch bản văn học Cô Đào Hát, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, bộ ảnh Những Cây Cầu Trong Lòng Thành Phố, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Phụng và tác phẩm Rừng 2 gồm 3 bức tranh của họa sĩ Phùng Quảng Đông.